Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17 giờ ngày 20 tháng 8, hạn cuối để đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2022, tổng số thí sinh đã đăng ký nguyện vọng là 616.044 em. Trong tổng số thí sinh đã đăng ký xét tuyển đại học năm 2022 là 941.760 em. Như vậy, năm nay có đến 325.716 em không nhập nguyện vọng lên hệ thống. Điều này đồng nghĩa với việc các thí sinh này đã bỏ qua việc xét tuyển đại học đợt 1 năm 2022. Vì sao lại có những con số đáng bất ngờ này? Và đây là tín hiệu đáng mừng hay đáng lo? Theo một số chuyên gia tuyển sinh, con số hơn 325.000 thí sinh không nhập nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống cao hơn so với các năm trước. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc này có thể do năm nay thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Do đó, các em có những định hướng khác sau khi biết điểm thi, không lựa chọn con đường vào đại học. Bên cạnh đó, 2 năm qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều học sinh lựa chọn học trong nước, nhưng sang năm nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát nên học sinh cũng đi du học nhiều hơn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm 2021, cả nước có 500.000 thí sinh nhập học đại học chính quy và năm 2020, con số này là hơn 441.000 thí sinh. Trả lời báo Dân Trí, tiến sĩ Lê Trương Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT cho rằng còn tới 1/3 số thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển không phải do các em chờ nước đến chân mấy nhảy, mà đây là tình trạng ảo trong tuyển sinh đại học. Có thể nói, con số hiện nay mới là ảo tầm 1, có nghĩa là các thí sinh đăng ký tài khoản cá nhân để đăng ký xét tuyển nhưng bỏ cuộc sớm bằng việc không khai báo nguyện vọng. Nhưng số thí sinh ảo tầm 1 lên đến 35% thì hơi khủng. Còn tiếp tục ảo tập 2 là có đăng ký nguyện vọng trên hệ thống nhưng sẽ không đóng phí xét tuyển trong 10 ngày tới, tiến sĩ Tùng nói. Một vị đại diện khác tại một trường đại học ở Hà Nội thì nêu quan điểm, có thể nhiều thí sinh muốn thi cho vui, không có mong muốn đỗ đại học nên không cần nhập nguyện vọng. Theo tôi, thí sinh nếu đã quyết tâm thi đại học thì sẽ biết lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sẽ đăng ký đúng thời hạn. Còn một số em đang đứng giữa các lựa chọn như đi làm, đi học nghề thì sẽ không đăng ký, vị này nói. Trong khi đó, trao đổi với Vietnamnet, giáo sư Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng đây là tín hiệu tích cực bởi điều này cho thấy các bạn trẻ đã có định hướng rõ ràng hơn trong tương lai của mình. Vào đại học và có bằng đại học đâu phải là con đường duy nhất để lập nghiệp. Hiện nay, nhu cầu thợ lành nghề đang rất cao. Chính vì vậy, nếu thấy năng lực không phù hợp học đại học mà phù hợp với học nghề hơn thì việc xác định và đăng ký học nghề ngay từ đầu cũng là một sự lựa chọn tốt. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tới các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học năm 2022. Nếu có bất kỳ thí sinh nào vì lý do ngoài mong muốn mà chưa đăng ký được nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, các em thông tin ngay về vụ giáo dục đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong vòng 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8 năm 2022. Theo thông báo ban đầu, từ ngày 21 tháng 8 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8, thí sinh thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, do sự cố kết nối của nền tảng thanh toán trực tuyến, sáng 21 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo lùi lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh 3 ngày so với kế hoạch ban đầu. Lịch mở chức năng thanh toán theo các tỉnh, thành phố sẽ điều chỉnh như sau. Từ ngày 24 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2022 sẽ là thành phố Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương và thành phố Hải Phòng. Từ ngày 25 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2022 sẽ là Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum. Từ ngày 26 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2022 dành cho các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố còn lại bao gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Còn bây giờ bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.